Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Chí Vịnh qua đời mang theo những bí mật chưa từng công bố. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2023. Cùng với đó là câu hỏi vì sao tướng Vịnh đang khỏe mạnh như thế mà ra đi đột ngột quá? Do những người không hiểu chuyện thắc mắc. Thực ra trước đây nguồn tin từ gia đình tướng Vịnh cho biết ông Nguyễn Chí Vịnh đã bị mắc ung thư vòm họng cả chục năm nay rồi. Đến nay khối u đã di căn vào gan. Đợt điều trị vừa qua bệnh trở nặng rất nhanh và tới mức truyền thuốc không nhận nữa. Cũng tin từ gia đình cho biết tướng Vịnh mất vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày 14 tháng 9. Nhưng do đi xem giờ để phát tang nên gia đình thông báo ông qua đời lúc 4 giờ sáng. Tướng Nguyễn Chí Vịnh là những ngày cuối đời. Trước đó, tối ngày 12 tháng 9, trên trang Facebook cá nhân của bà Hồ Thị Thu Hồng, tức Hồng Beo, cựu tổng biên tập báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, người được cho là người bạn thân của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, đã viết vẻn vẹn mấy chữ không hiểu lúc này tượng đang nói gì với mấy người ở thế giới bên kia nhỉ. Sau đó, status này đã biến mất, không hiểu vì lý do gì. Lâu nay, dư luận xã hội ở Việt Nam đa số không ưa tướng Vịnh, bởi có lẽ trước đây nhiều người biết lơ mơ về những trò bẩn của Tổng cục 2, tức là tiền thân của Tổng cục 2, người ta ác cảm với cái nơi đã tạo ra vụ án Năm Châu Sáu Xứ nhằm tìm cách hạ bệ tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi cũng có những tin đồn đoán cho rằng tướng Vịnh thần tàu, thậm chí là tay sai của Bắc Kinh, vân vân. Song nếu những ai đọc cuốn Người Thầy của tướng Nguyễn Chí Vịnh viết về tướng tình báo Ba Quốc, ông thầy kèm cặp và đào tạo ra Nguyễn Chí Vịnh thời ở Campuchia là biết được nhiều điều. Cụ thể, lãnh đạo Cục 2 khi hai ông Tư Văn và Vũ Chính từ Campuchia trở về tiếp quản với tư cách là Cục trưởng, Cục phó của Cục 2. Cục tình báo Bộ Quốc phòng đã có ý định đưa Nguyễn Chí Vịnh về lãnh đạo Cục sau này. Ông Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Lê Đức Anh là bệ đỡ cho Vịnh thăng tiến. Trong cuốn Người Thầy có những cuộc đối thoại giữa ông Ba Quốc và Nguyễn Chí Vịnh về những khó khăn của Tổng cục 2, thời ông Vịnh làm Tổng cục Phó, rồi sau đó là Tổng cục trưởng. Tướng Nguyễn Chí Vịnh tiết lộ tháng 9 năm 1999, theo quy hoạch đáng lẽ, ông phải được đề bạt thẳng lên chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Nhưng với lý do nội bộ lãnh đạo không ổn, ông chỉ được đề bạt chức Tổng cục Phó. Ở thời điểm đó, Nguyễn Chí Vịnh thừa nhận, tôi lúc ấy chỉ nghĩ vài tháng hoặc dài lắm 1-2 năm sóng gió sẽ qua. Nhưng ông Ba Quốc đã nói đúng, phải mất 5-6 năm sau sóng gió mới thực sự lắng xuống đối với cả đơn vị và cá nhân tôi. Tiểu sử của Nguyễn Chí Vịnh ghi cụ thể là năm 1999, Nguyễn Chí Vịnh giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng với quân hàm Thiếu tướng. Một năm sau, tướng Vịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng. 4 năm sau, tháng 12 năm 2004, ông được thăng quân hàm làm trung tướng. Một nguồn tin khả tín từ Hà Nội cho biết, cho nội bộ lãnh đạo cấp cao khi ấy, không chỉ riêng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, mà còn nhiều lãnh đạo Bộ Chính trị không muốn Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Thậm chí nhiều người phản đối quyết liệt việc đề bạt tướng Vịnh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và thế lực chống lưng Lê Đức Anh, người là bệ đỡ cho tướng Vịnh, cũng muốn sử dụng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng để làm mồi nhử, để bẫy tướng Vịnh ra khỏi chiếc ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Vì một khi tướng Vịnh còn ngồi ghế này thì không ít lãnh đạo còn mất ăn, mất ngủ. Đó là lý do vì sao vào tháng 3 năm 2009, tướng Vịnh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng. Tháng 6 năm sau, tháng 8 năm 2009, tướng Vịnh thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Lâu nay, tướng Vịnh thường thể hiện sự lập lờ, không dứt khoát trong lập trường chính trị, đặc biệt trong công tác đối ngoại, ví dụ quan điểm về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kể cả lập trường với Trung Quốc và hồ sơ Biển Đông. Chính sự không dứt khoát đó đã khiến người ta e dè và tướng Vịnh đã tự tạo ra kẻ thù cho mình mọi lúc, mọi nơi. Tướng Nguyễn Chí Vịnh, người có lập trường cứng rắn về Biển Đông. Trong một thời gian rất dài, Lê Đức Anh đã đưa Tổng cục 2 trở thành vùng cấm bất khả xâm phạm, rồi bàn giao cho Nguyễn Chí Vịnh quản lý. Song Nguyễn Chí Vịnh chỉ coi Tổng cục 2 như một công cụ và là một bàn đạp cho các tham vọng chính trị của cá nhân ông mà thôi. Lẽ ra Nguyễn Chí Vịnh đã có cơ hội để vừa trụ lại tại Tổng cục 2
mà vẫn đạt được những vị trí và thăng tiến tốt hơn như mong muốn của mình. Giá như tướng Vịnh ủng hộ cho Ba Dũng giành thắng lợi tại Đại hội 12 vào năm 2016 trước đối thủ Nguyễn Phú Trọng thì làm gì có cơ sự như ngày hôm nay. Chẳng qua do tướng Vịnh vừa thiếu quyết đoán lại vừa quá tin người, trong khi Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng rất nhiều các âm binh có vấn đề với tướng Vịnh, mà lũ âm binh đó thì lại xúi Tổng Trọng loại bỏ Nguyễn Chí Vịnh, và họ đã thành công. Tóm lại, mệnh hệ của tướng Vịnh như ngày hôm nay cũng là theo quy luật gieo gió gặp bão, hoàn toàn do tướng Vịnh gây ra, để rồi tự bản thân chuốc lấy họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình hôm nay của Thời báo .d với bản tin Nguyễn Chí Vịnh qua đời mang theo những bí mật chưa từng công bố. Vì sao lãnh đạo Viện Kiểm sát muốn né trách nhiệm trong vụ án chuyến bay giải cứu? Vào ngày 13 tháng 9, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí cho biết, vụ Việt Á đã đem ra xét xử, vụ IC cũng đã xét xử một vài nơi, tới đây truy tố, xét xử tiếp. Vậy vụ chuyến bay giải cứu đã xử rồi, giai đoạn 2 có làm không, làm như thế nào cũng là một vấn đề. Đại án chuyến bay giải cứu không phải là vụ tham nhũng lớn nhất ở Việt Nam về mặt tiền bạc, nhưng nó có liên quan đến các quan chức thuộc 5 bộ ngành khác nhau. Gần 200.000 công dân Việt Nam từ 62 quốc gia khác nhau đã trở về nước thông qua khoảng 2.000 chuyến bay do chính phủ Việt Nam tổ chức. Trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020-2021, tòa án xét xử 54 người trong vụ chuyến bay giải cứu vào tháng 7 năm 2023. Hội đồng xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu vào ngày 28 tháng 7 đã kết án 4 quan chức nhận án chung thân, 45 quan chức khác và các doanh nhân chịu án tù từ 16 tháng cho đến 20 năm. Viện Kiểm sát đã đề xuất án tử hình đối với một quan chức, nhưng tòa đã nhân nhượng chỉ kết án chung thân. Trong số các bị cáo có 21 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ, 24 người bị cáo buộc tội đưa hối lộ, và số còn lại bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn, môi giới hối lộ hoặc giả mạo trong công tác. Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm án chuyến bay giải cứu, đưa dư luận xã hội nói chung một dạng nhận xét là kết quả xét xử chưa thỏa đáng, còn bỏ lọt tội phạm và chưa xử đến nơi đến chốn. Xét xử sơ thẩm chỉ mang tính chất ví dụ, tượng trưng mà thôi. Đặc biệt, tòa mới chỉ xem xét xử số tiền đưa nhận hối lộ ở mức trên dưới 200 tỷ đồng. Đây là con số quá nhỏ so với trước đó. Người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô đã nhiều lần khẳng định với báo giới rằng số tiền trong vụ chuyến bay giải cứu lên tới 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, có trên 2.000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến bay lãi bình quân 2 tỷ đồng, thì số tiền phi pháp và số tiền trục lợi được cỡ trên 4.000 đến 5.000 tỷ đồng. Tại sao các cơ quan tư pháp không làm đến nơi đến chốn để làm rõ số tiền còn lại đã chảy vào túi những ai, để còn có hướng mà thu hồi? Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Lê Minh Chí. Trong vụ chuyến bay giải cứu, giới quan sát đã chỉ ra rằng lẽ ra trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải là then chốt, cần phải truy cụ thể, bởi cơ quan thu lợi nhiều nhất chắc chắn đó là Bộ Giao thông Vận tải. Và tương tự, đơn vị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý là Văn phòng Chính phủ. Cơ quan này đã lợi dụng chủ trương chuyến bay giải cứu miễn phí 100% do ngân sách nhà nước đài thọ để sửa thành chuyến bay giải cứu kết hợp, tức là combo, có thu phí để trục lợi. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ là hai cơ quan vi phạm trầm trọng nhất, nhưng không hiểu vì sao, lý do gì mà hai cơ quan này chỉ bị xử lý quá nhẹ. Tương tự với Bộ Công an, chỉ có 3 quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam bị kết tội. Con số này là nhỏ một cách vô lý so với tầm ảnh hưởng của bộ này. Cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ tập trung vào bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, và có vẻ muốn dừng lại ở đó mà thôi. Những điều này cho thấy vụ chuyến bay giải cứu xử chưa đúng người, đúng tội, chưa đúng pháp luật. Hành khách là những nạn nhân của chương trình chuyến bay giải cứu của chính phủ Việt Nam. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Minh Chí lại lấp lửng rằng vậy vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 có làm không, làm thế nào cũng là một vấn đề.
trong khi về mặt pháp lý, với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan tố tụng, ông Chí phải tự quyết định theo thẩm quyền của mình. Vậy tại sao ông còn phải hỏi rằng giai đoạn 2 có làm hay không, làm như thế nào? Ông hỏi vậy thì người dân biết hỏi ai bây giờ? Đó là lý do vì sao dư luận nghi ngờ ông Lê Minh Chí sẽ không làm tiếp. Điều đó có nghĩa là ông Lê Minh Chí buông tay, bỏ mặc vụ án này. Phải chăng lãnh đạo các cơ quan tư pháp, mà cụ thể là trong nội bộ của lãnh đạo ngành kiểm sát, đã có dấu hiệu thoái thác trách nhiệm? Nghĩa là về trách nhiệm theo luật định thì họ phải làm sáng tỏ vụ án, nhưng họ không làm. Như thế là họ từ bỏ trách nhiệm của bản thân họ. Và điều đó có liên quan gì đến chủ trương của ông Lê Minh Chí đề xuất việc cân nhắc tăng phạt tiền, giảm phạt tù với cán bộ phạm tội để phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ tội cho người vi phạm để làm tốt hơn việc thu hồi tài sản? Đây là câu hỏi được đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao lãnh đạo Viện Kiểm soát muốn né tránh trách nhiệm trong vụ án chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.